không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Biết bao nhiêu từ đẹp không nói, nói từ chết. Em có thương anh không? Cứu tao coi, cứu coi. Em hồi lúc hỏi chuyện này ngoài. Không thiệt. Cái bà nội này đi đâu mà cũng rủ chơi hụi chứ. Bông bông, anh ấy đụng đó. Bây giờ mình bán xe, em bán tiệm tạp hóa này đi, mình chơi hụi đi. Không nha, không nha. Nè uống nước mía đi. Nó nhiều quá khát nước nè. Trời đất ơi. Em muốn đâu không? Đụng là hàng xóm tốt nè. Trời ơi. Ủa, anh cho hả? 15 ngàn ly. Mua giùm đi mà, trời ơi, tao khổ quá, nó đặt nước mía mà nó cũng bơm hàng, nó không lấy. Từ sáng giờ chưa ai mua của tôi. Từ sáng giờ tôi đi con cuộc xẻ 15 nghìn, giờ đi hết 15 nghìn. Có 15 ngàn mày trả tao đi, giờ tao khổ quá, sáng giờ tao bị bơm quá trời, tao uống hết nổi rồi, uống phụ đi, 5 ngàn cũng được. Bên này nước mía xuống giá quá hả? Ơi, có cảm giác bây giờ hình như là ai buôn bán làm gì cũng khó khăn hết ha. Năm nay kinh tế khó khăn mà chú hư. Ây dạ. Đồ hư thôi. Xin chào mọi người. Chào mọi người đang đến với livestream của Diễm Trinh nha. Ngày hôm nay là Diễm Trinh bán vé số online. Dạ, hôm nay là Diễm Trinh livestream bán. Dạ mọi người ơi, bây giờ còn có 10 tờ vé số 73 thôi. Dạ 10 tờ thôi, vô ủng hộ giùm em ạ. Sổ số kiên thiết đem lợi ích đến nước nhà. Sổ số kiên thiết đem niềm vui cho cuộc sống. Sổ số kiên thiết đem lợi ích đến mọi người. Mau mau đến chiều cùng nhau sổ số vui. May mắn thật nhiều cùng vui. Trần Ninh vui đang livestream, để ra đi. Dạ mọi người ơi, dạ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mọi người chụm lại mua giùm em 10 tờ vé số nha mọi người. Trời. Lê Nam có bán hủ tiếu không? Bán hủ tiếu gì mày điên hả? Tao bán vé số tự nhiên vô hỏi bán hủ tiếu. Hủ tiếu đi ra chợ Bến Thành ăn. Mày mắc cười quá, cái thằng quỷ của hồ. Lê Nam có nói mọi người coi em nhé. Mày vô duyên, tao đang bán vé số tự nhiên hỏi uống mía không? Giao ba tờ thấy không? Dạ em cảm ơn chị Lê Nguyễn nha. Dạ ba tờ cho em cái địa chỉ số điện thoại kèm theo ạ. Dạ em giao liền, 463 thành phố San Jose, USA. Mày bị điên hả? Mẹ trời ơi, bán vé số mà tự nhiên từ Việt Nam tao giao bên San Jose cho mày, cái thằng quỷ. Trời cái con này, mày rảnh mày comment quá à. Dạ em dạ còn 7 tờ, dạ cảm ơn. Dạ còn 7 tờ nha mọi người, 3 tờ chị Lê Nghị đã chốt rồi, còn 7 tờ, dạ mọi người chốt giùm em ạ. Dạ, bảy. Ôi trời ơi, dạ cảm ơn chị Hồ Bích Trâm. Dạ cảm ơn chị Hồ Bích Trâm. Mọi người em chạy xe ôm nha. Ai đi xe ôm á? Dạ xe ôm. Chạy xe ôm nghe giọng cả tư đương nghe. Chạy từ từ. Tao hỏi nước mía kìa. Từ từ. Muốn chạy đây xe ôm đi. Nước mía. Ê mấy má, tay của tôi, điện thoại tôi mà. À nước mía siêu sạch. Rồi biết rồi. Rồi, chúc cho mấy chị sinh ra tiết cánh hạ bảo bình an, tu tấn năm tay đâu dùng đa phước, đời đời sống cho quán xế hoàng quen của mười phương chư Phật. Dạ, mọi người đang ăn ké cái livestream của em thôi, không sao, còn 7 tờ chốt giùm em được không ạ? Con cá sống được là nhờ nước em, sống được là nhờ tình thương mọi người đó. Dạ, tụi em sống được là nhờ mọi người đó, ai đặt á? 7 tờ, ôi trời ơi! Ôi, con Hồ Bích Trâm đã đặt 7 tờ, giao qua địa chỉ số 10 đường Tân Phú luôn. Rồi, cảm ơn nha, rồi lắm. Rồi, hết pin luôn. Hết pin rồi. Chốt hay quá. Lụm đó, chốt 10 tờ vé số luôn hả? Lấy cục sạc ra đi. Tôi đâu có xài điện thoại này. Nhưng mà được rồi, bán được 10 tờ vé số rồi, lụm luôn rồi, ok rồi. Trinh. Anh hỏi Ni. Dạ. Là mình cứ cầm cái điện thoại Ni là mình live stream là mình bán được cửa hàng luôn. Dạ đúng rồi anh Bai. Trời ơi bây giờ là thời buổi công nghệ, mình phải cập nhật cái thông tin. Bán ngồi một chỗ không ai mua hết trơn, mình phải live stream vậy nè, người ta vô người ta coi, người ta mua. Trinh. Trinh giơm ảnh đi. Dạ anh. Trinh thấy ảnh live stream được không? Trời ơi anh mà live thì người ta mua rất là nhiều luôn. Mua chi? Mua, anh bán gì? Anh đi xe ôm. Thì anh live stream là anh đi xe ôm, ta sẽ vô, ta đi xe ôm anh nhiều lắm. Vậy luôn hỉ? Chính. Em bán mỹ phẩm, bán tạp hóa nè, bán live stream được không? Được luôn. Yeah. Trời ơi, cái mỏ của bà đó có cái mục đồ chỗ tôi bán mà trời khán giả thích lắm. Yeah. Ê, vậy tôi sửa đồ được không? Được luôn, mình vừa live stream mình vừa mai đồ, thấy không? Thí dụ mà khách mà người ta có yêu cầu mình vinh cái máy mai tới nhà người ta mình mai luôn. Thấy hay lắm. Hồi nãy tôi giới thiệu nước mía xíu mà tao hỏi quá trời cho là nước mía này bán được ngon đúng không? Rồi. Nhưng mà tôi sợ là đem tới nơi là nước đá nó tan á, tao uống không được á. Chi bằng là đừng bỏ nước đá vô. Mình live stream nhưng mà mình bỏ cái nước đá riêng, nước mía riêng. Vậy đó. Hay quá Diệm Trinh. Dạ. Để tụm lại là cái ngành nghề chi á cùng bạn live stream được.
Đúng rồi. Chứ mình ngồi như truyền thống như đi á, là coi như là mình ể dai cổ nè. Chính xác, chính xác. Thời buổi bây giờ mình phải cập nhật thông tin. Bây giờ mình phải live stream đi. Cả nước, cả thế giới người ta biết mình đang live stream. Người ta vô, người ta mua quá trời quá đất luôn, hiểu không? Bán mà coi như mà ngồi chỗ bán không được rồi. Còn vừa tốn công nè, tốn sức rồi, tốn tiền. Tốn tiền nè. Rồi tùm lum. Ê, nhắc tới vụ mặt bằng mới nhớ nha, tôi trả tiền mặt bằng nha. Cái gì vậy bà nội? Mới thuê được có 15 ngày thôi. Vậy anh trả luôn nha. Không. Bây giờ bán qua live stream rồi. Không đáng chịu á. Ồ, tôi đâu có đặt tiền cọc bà đâu. Giờ bà trả lại tôi 250 đó. Tôi mới sử dụng có 15 ngày thôi á. Ơ mà khoan đã. Có nghĩa là live stream là mọi người đều được thấy hết hả? Đúng rồi. Ôi, toàn thế giới đều thấy hết hả? Đúng rồi. Cha hay vậy ta. Ê má tôi bà thích mua vé số lắm á. Ôi vậy hả? Ừ. Vậy kiếm mua vé số tôi đi. Mà bà chết rồi bà có coi được không? Không. Ôi chú ư. Chết rồi sao coi? Ai biết được cả, ai gì cũng thấy mà. Người ta thế giới người còn sống chứ không phải thế giới dưới má. Thôi cho rõ chứ, ta mới chơi ta biết gì đâu. Được hơn. Tại hay đốt cho bà xuống cái điện thoại chung này. Ờ. Diệm Trinh. Dạ. Bây giờ Diệm Trinh hướng dẫn cho mọi người cách live stream đi. Dạ, đơn giản lắm. Bây giờ mình cầm cái máy ha. Mình vô cái phần phở bò nè, đây nè. Đó, xong mình bấm. Ôi điện thoại hết pin mà bấm gì vậy em nội? À quên. Bấm gì vậy? Sao tỉnh ghê luôn á. Em quên á. Hả, lại cho mượn cái điện thoại mà có pin. Ai có điện thoại không? Nè, đây nè. Đây nè. Đi đầy luôn. Ờ đây nè, đúng rồi, đó. Đây nè. Mở khóa đi, mở khóa. U là. Rồi, đây là. Thấy à. Mật khẩu ID á. Mật khẩu à, đưa mặt lên cười. Phê được. Đó, bây giờ mình vô cái phở bò nè. Đó, vậy đơn giản vậy đơn thôi. Đơn giản. Ok không? Đơn giản vậy ta. Vậy thì lượm. Mấy chị ơi, cái mặt nạ này đắp lên tao nó phê chị em kéo dài luôn nha mấy chị. Ngày hôm nay tụi em có chương trình khuyến mại cho mấy chị. Mua một tặng một bình đậu phộng, đậu phộng. Từ từ nè, mua một phộng 195 giảm còn bao nhiêu? 99. Bấm vô cái gì? Giỏ hàng. Đó, mua một mặt nạ tặng cho một đậu phộng. Lên đơn cho em, cơ hội ngày hôm nay cái deal quá trời cho mấy chị luôn. Một cái deal rất thời, mấy chị mà không mua là mấy chị tiếc đó mấy chị ơi. Bấm từ giỏ hàng cho em, bấm từ thanh toán cho em đi mấy chị ơi. Cái mua chưa, cái mua chưa. Đóng người rồi kìa. Mọi người ơi, sau khi ghé mua mặt nạ, tất cả các mỹ phẩm ở đây, thì ghé qua gian hàng sửa đồ của em. Sửa một cái áo, tặng cho một tô cháo nha mọi người. Một tô cháo. Một cái deal quá trời luôn mấy chị ơi. Mọi người ơi, kệ bên nơi sửa quần áo, mọi người hãy nhớ đến ánh xe ôm này. Dạ phải chăng rẻ tiền vừa đi vừa ôm. Số điện thoại 0345788222. Dạ vô chốt đơn. Địa chỉ quán mé luôn. Đúng rồi, tự do qua Tân Phú nha. Đúng rồi. Ê không có được nói trên địa chỉ số điện thoại kìa. Nói lên nó supply của tôi bây giờ đó ba. Ủa vậy nè. Ừ á, trên đây không có được nói, trời lộ thông tin đó. Ủa nó báo cáo vi phạm được gì thấy không? Rồi mà không nói ai mà đặt của mình. Rồi nhớ nha, không được nói số điện thoại. Không nói hả? Đúng rồi, đừng nói. Bây giờ nè, mình còn cơ hội một lần cuối nữa mình nói bậy nữa là coi chừng nó sập like của tôi luôn á. Rồi. Rồi em nhắc lại một lần nữa nè. Mặt nạ 195 giảm còn bao nhiêu? 99. Bấm vô đâu? Giỏ hàng. Lên đơn. Ngày hôm nay cái deal này là của bé Bông cho mấy chị. Quá hời luôn. Quá hời. Mua là tiếc nha. Mua một mặt nạ tăng đậu phộng. Quá trời luôn. Quá trời. Lên view rồi. Các chị ơi. Thả tim. Các chị ơi, đợi đi xe ôm nha. Nhờ đi xe ôm với em nha. Ôi chết rồi, có tiền nữa. Chắc tôi xài chết. Ôi. Trời ơi, có tiền mà chết gì? Có tiền mà chết gì nữa. Đừng có nói cái từ đó trên đây, trời ơi. Trên này cắm mình Facebook. Cắm. Trời ơi, đừng có nói chuyện Facebook luôn, trời ơi. Sao vậy? Xong. Gì vậy? Đó, supply bà luôn rồi đó, chơi giờ cấm luôn rồi, cấm like vĩnh viễn luôn rồi. Sao cấm? Thì tại chú mở miệng ra chứ nói từ chết. Để không tại chứ, nói chết chóc không à. Biết bao nhiêu từ đẹp không nói từ chết. Cái miệng quen rồi. Là mở miệng ra đập số điện thoại. Mày nữa, tự nhiên đập xuống thoại. Còn anh á, anh làm việc ở nhà làm chi? Không đồng được cho nhà ai biết mua nước mé. Ủa mà mắc cười, cái này là tôi tức tôi mắc cười nè. Đúng. Bây giờ rồi. Tôi hỏi nè, cái từ chết của tôi là cái từ cảm thán, có nghĩa là tôi vui quá. Chết rồi, tôi vui quá. Ủa không được hả? Không, nói tiền ngẫm đi thì được. Ừ, nói tiền ngẫm thì được hả? Đúng rồi. Ê, thí dụ như tía má ta chết nè,
Dạ cụ ngẫm ngày đó hả? Vô cáo phó ghi sao? Ghi ngẫm hả? Đúng rồi, không được nói từ chết. Tại vì nói cái từ đó ra là nó biết xong nó mang tính tiêu cực. Ở bên tốt tốt người ta không có cho. Hiểu không? Chung thôi. Hồi nãy nữa, hồi nãy ai nói Facebook phở bò? Ai nói? Đó, đây nè. Facebook này đọc Facebook chứ phở bò gì? Thôi. Trời ơi anh ơi, like ở bên đây á là anh chỉ nói cái nền tảng khác, anh hiểu không? Ví dụ như phở bò anh sẽ nói FB. Thì phải nãy phải nói sớm thì biết chứ, tôi có biết gì đâu. Bán xe nước mía không tự nhiên giờ mình không kỹ có biết giờ gì đâu. Giờ anh hỏi em nè. Giờ anh lại xe ôm. Giờ anh không đọc số điện thoại người ta biết anh ở mố mà người ta đặt xe ôm anh đi. Đặt sao? Đúng thì rồi. Bây giờ nếu như mà muốn để số điện thoại á là anh phải đọc là A cộng với lại chính số sau, còn cái số không đầu tiên không được nói. Khó khăn quá. Đi kỳ được. Tưởng cái gì đâu mà cái số điện thoại người ta là 0345, đặt là A+345. Đúng rồi, bây giờ phải đi game A cộng vậy đó. Bởi vậy tôi nói rồi, một trăm điều khó thì... tốt tốt không chịu học. Nè, trăm điều khó nè, 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 đây, đây, này, này, tao nói thẳng với mày nè. Tía má tao sống dậy nha. Sống dậy nói tao còn nghe nữa, mắc mớ nghe mày. Thôi, là... mấy người quá à. Thời đại bây giờ là 4 chấm rồi. Người ta bán livestream, người ta bán trên mạng không à. Mình mà không theo người ta là mình lạc hậu đó. Biết là như vậy mà, nhưng mà nó cấm đoán như vậy nó khó chịu lắm. Ừ mà đúng thiệt á. Ai chịu thì làm, ai không chịu thì thôi. Thôi thôi thôi, mà thôi. Nãy anh thấy mày bán gì mình giảm giá rồi mình tặng đồ phộng gì chín chín gì rồi bán gì rồi thấy là có lợi vậy hả? Có lợi đâu, lợi có mấy ngàn bạc á mình câu view đó. Ý là mình giảm như vậy cho người ta thấy rẻ quá, người ta ham, người ta mua nhiều. Nhiều bán được số lượng hả? Đúng rồi, đẩy số lượng thôi. Nhưng mà biết sao, bù qua tiền bao bì rồi tiền tem dán đồ này kia cũng có lợi nhiều đâu. Tại nhiều khi người ta bơm hàng một cái nữa rồi xong hết lời luôn. Chú cha mà ơi, thôi 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 mệt bỏ đi. Bây giờ tụm lại vậy nè, ta về ta tạm áo, ta du trống du độc, du trống du đục áo nha Vân Hương. Anh chọn làm xe ôm truyền thống là hay nhất. Bụng chậm không có gì mà lồ lại bản chi bản gì, bán bệt sạc ra mà bị khó khăn như không vậy. Không phải đâu, không phải đâu. Tại cái ngành nghề của ổng á khó bán cái trên live stream. Chứ thật ra anh em mình á, mình bán đồ bây giờ mình phải kết hợp cả hai, vừa truyền thống vừa hiện đại. Thì ai làm thì đúng đó. Gì làm. Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mấy cha làm supply của con rồi nè. Nó cũng có lợi nào cũng có hại, để tao lên phường tao liên hệ xin đẩy cái like cho mày. Ôi ông lên ông lên top top ông xin á, ông. Ủa xin lên phường là ai chứng cho ông? Dạ phường không quản lý top top hả? Không. Vậy thì lát tao lên top top tôi xin cho mày. Giờ tao ra làm cho 3 ly nước mía. Uống để cho nó mát mẻ. Còn tình tiên không? Không. Trời ơi là trời, chán tiệt sự luôn á trời. Mới có mở hàng livestream một cái subscribe bà rồi. Trời ơi là trời.